Hello, chúng Loki và giáo sư Cường. Chào các bạn. Rất vui mừng đón chào giáo sư ở đây là tập 2 của phần compilation của lúc lớp đi chung record. Bây giờ các bạn chào anh em cái nè. Rồi. Mời bạn Trung Loki dẫn chương trình ạ. Như các bạn đã được xem qua tập 1 là mình với anh Ân thì ca khúc đầu tiên trong collaboration album của Bloody John Record chào mừng năm 2021 là ca khúc Thánh Quỷ Chiến, được upload vào ngày 10 tháng 4 năm 2021. Thì tiếp theo ở tập 2 của chương trình thì mình muốn làm việc với anh Cường, có biệt danh là Cường Giáo Sư. Giới thiệu sơ qua anh Cường là anh Cường đã từng là thành viên của nhóm Đầm Lầy, cũng là một nhóm death metal vào khoảng năm trước năm 2010, thì cũng là một người anh em của mình trong giới. Và anh Cường thì đường lối đánh guitar thì có vẻ khác biệt với mình một chút, nhưng mà mình vẫn muốn cộng tác với anh Cường bởi vì mình cũng có một sự tôn trọng nhất định dành cho anh và phong cách guitar của anh. Thì ca khúc thứ hai mình làm với anh Cường thì mình cũng muốn là một ca khúc sáng tác, và anh Cường thì cũng hơi bất ngờ khi mà lần đầu tiên anh Cường được mời tới Bloody John Record và làm việc. Nhưng mà mình giải thích sơ qua thì ca khúc collaboration thứ hai thì anh Cường sẽ phụ trách phần guitar và mình phụ trách phần riff trống với lại vocal. Chưa biết là nó sẽ mang màu sắc gì, nó cũng như tập 1 Thánh Quỷ Chiến thôi. Thì ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên của buổi ghi hình và buổi làm việc. Xin phép anh Cường có một số bộc bạch với anh em về cái ý tưởng đi rồi này, anh thấy thế nào? Anh thấy vui thì được chung mời tới đây, chung với anh ăn mời tới đây thì cảm thấy vui, mà cảm thấy rất là hân hạnh được hợp tác với lại huyền thoại Underground Việt Nam. Rất là thiện chí. Sau đây ngay sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu và buổi làm việc sau khi kết thúc bài long bia này. Hurricane, bây giờ coi như là khui long bia này là để khai mạc tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ chúc mừng tập 1 đã hoàn tất, nhiệm vụ còn lại kế hoạch tập 2 hãy đợi đấy, giáo sư và Loki sẽ cho các bạn thưởng thức. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chuẩn bị là vô bắt tay vô làm việc, là giáo ở đây là có giáo sư ngồi đây rồi, chung là ngồi trước máy là chuẩn bị soạn trống đây trên cái bài mà nói chưa, là nói chung là soạn trống chết là sự khởi đầu, chết để khởi đầu. Bây giờ là bắt đầu đây là em chung lên là coi tạp trống em chung nè. Đầu tiên sẽ dĩ nhiên là bốn cái báo vô. Thì tôi muốn là tâm bao nhiêu thì các bạn định sao nha. Kiếm đầu tiên sao ta? Nếu cái bài Thánh Quỷ Chiến với anh Năng thì mới vô là một câu báo rồi, thì em nghĩ bài này mới vô nó to luôn. Cho hai hết đều em. Giáo sư ngồi đây chút qua bên tập với Infiltrated hả giáo sư? Infiltrated cũng là một nhóm rất đáng nghe nha các bạn. Tempo quá chậm luôn không? 200 đi ha. Được không? Ok. Ok. Tempo trung bình của một bản thrash death. Cái phong cách viết trống của tôi thì khác với anh Ân. Thì thường tôi xài những cái riff
Thuận và Đảo nó không có quá nhiều tu ti, nhưng mà đa phần tôi focus là trên cái rhythm của cái câu trống để nó đi liền mạch với guitar. Và những cái tu ti thì của tôi thì chỉ diễn ra ở những cái câu báo thôi, câu báo ở cuối. Thì tôi cũng chia sẻ luôn, thì đó giờ tôi xài guitar pro là cũng phải là trên 15 năm rồi để soạn nhạc. Câu báo là tắt được tùm tùm tùm. Rồi các bạn nghe thử nhé. Ok. Ok. Mới vô mình sẽ đi như vậy, mình đi khoảng 2 lần. Tiếp theo là một cái riff cũng giữ cái tay trái như vậy, nhưng mà cái pedal nó sẽ đi đều. Ok anh cửa ha. Tụp 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 tụp. Thật ra hồi xưa mình là tay trống đầu tiên của nhóm rock. Và mình rất là mê trống. Điều đó trống đầu tiên mình học là mình còn nhớ là trong bài Mercy Day Parade của nhóm Green Day. Cái bài đó thì nó tưng 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 tưng. Lúc đó thầy mình dạy thì thầy nói đó là điệu bebop funk. Nhưng mà lâu quá rồi mình không lên dàn trống thực chiến nữa, thì cái kỹ thuật của mình nó cũng có vẻ đi xuống. Nhưng mà bù lại khi mình làm trên giấy tờ hay là mình làm trên chương trình thì mình rất là nhanh nhạy. Chỗ này thì mình cho đúc cái snare lên. Một cái bài nhạc metal muốn hay thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào câu trống nha các bạn. Các drummer, các dòng nhạc khác thì các bạn có thể giữ nhịp, hoặc là các bạn chỉ cần sử dụng những cái phần mềm như những chương trình DJ bây giờ xài Fruity Loop rồi đó, thì xài các cái loop trống thôi, thì nó chỉ là đơn giản techno hoặc là cái điệu disco. Nhưng mà trống trong metal phải nói là một cái lĩnh vực thiên biến vạn hóa. Mà để tôi tí. Tôi thích xài những cái liên tư roll lên để tạo cảm giác up tempo. Sau cái này thì có lẽ mình đi qua một cái riff black beat và hát luôn ha anh G. Black beat thì thường tôi sẽ thích soạn anh, nó có một cái khoảng nghỉ ở đầu mỗi khuôn. Ví dụ như là người ta tắt 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 thì tôi là tắt 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 tắt. Thì những cái riff black beat kiểu đó rất là xài rất là nhiều trong những cái nhạc của các anh em những nhóm như Bandun, Java và một số nhóm đến từ Philippines chơi thể loại brutal death. Thì ở đây tôi sử dụng riff hammer blast là tay và chân vào cùng một nhịp, còn tay trái snare, còn tay phải thì dập cloud hi-hat. Để tôi thử xem tempo. Cái này thì nó hơi chậm, nhưng mà tempo này thì nó hơi chậm so với một riff black. Anh thấy thế nào được? Nhưng mà cũng được đúng không? Tôi nghĩ mình sẽ đánh một cái riff kiểu anh cho tôi góp ý chút được không mấy bạn? Cái chỗ này mấy bạn để liên ba vô được không? Em rất là ít xài liên ba nha Lâm. Tại vì á, với những guitarist mà có kỹ năng, ví dụ như em nói thẳng với em đi, thì khi mà anh đổi tempo đồng ngọc liên ba là như thế nào đánh, còn có 2/3 hoặc là lên một cái khoảng 6/4 của tempo đúng không, thì khi mà mình đổi riff như vậy á, thì tay guitar mặc dù có thể vẫn đánh liên tư hoặc là phải rốt xuống liên ba, nhưng mà những cái tay guitar đó thường bị khớp.
và đánh rất là dễ rớt. Nó chỉ anh em chỉ sử dụng liên ba ở trong những câu báo hoặc là những cái đoạn gian tấu dài thôi. Đó là ý kiến của em và kinh nghiệm của em khi làm nhạc metal. Chỗ này mình up lên. Bài này em muốn làm với anh theo một cái trường phái old school underdog. Phải nói là hơi đơn giản một tí, nhưng mà chủ yếu là con riff nó phải wow. Nó là vợt hát thì cho nó 4 lần luôn ấy. Đấy, 4 lần rồi đó anh. Nó lặp lại, tức là 8 khu. Coi như là tạm thời tới đây nha các bạn. Tới đây là intro ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ha. Chào anh Cường. Hello. Anh có thể cho biết sơ về quá trình nghe nhạc death metal của mình không, và tại sao anh chọn thể loại death metal? Đầu tiên là nghe nhạc nước ngoài, cũng giống mấy bữa mấy bạn tụi team là nghe Spice Girl, Backstreet Boy. Xong rồi cái trong cái dĩa compilation hồi xưa hay nghe mấy cái dĩa MP3 là có mấy bài của rock với lại metal, có Pantera. Thì lúc đó thì mới được giới thiệu tới nhạc metal lần đầu là nghe Pantera, nghe This Love rồi Cemetery Gate. Thì từ đó mình mới nghe mấy cái nhạc nặng lên. Band death đầu tiên nghe chắc là Cannibal Corpse. Xong rồi nghe Design, Suffocation rồi mấy bài đó thì mình thấy cái nhạc đó nó hợp với bản chất của mình, cho nên là mình chọn mình theo nó luôn. Làm sao mà anh biết em Chung Loki và ấn tượng đầu tiên của anh về em như thế nào? Ấn tượng chung là thực sự là lúc đó đi uống cà phê với lại anh Ân này ở chung cư Biếu Nổi, cái ảnh cho leo cây. Anh cho hai thằng leo cây, cái hai thằng ngồi uống chung. Xong rồi cái hai thằng kéo nhau đi nhậu chung trước quán cà phê hồi ức của anh Việt Atmosphere. Thì lúc đó quen chung. Thấy chung bề ngoài gai góc dữ tợn, nhưng mà thấy bên trong chung là một cái gì đó rất là tốt tính và ấm áp. Vậy thôi. Cảm ơn. Nói về anh Cường thì mình cảm thấy anh Cường là một người anh em rất là biết lắng nghe. Có những lần những anh em metal ngồi với nhau nhậu rất là say và mỗi người mỗi phách nói chuyện, nhưng mà anh Cường thì anh Cường luôn luôn lắng nghe, và anh Cường chỉ uống bia và hút thuốc và cười rất là hiền. Mình cũng không ngờ là cái thể loại nhạc mà anh Cường chọn nghe nó trùng hợp với mình và nó lại tàn bạo giống như mình. Nhưng mà cái sự ấm áp từ anh Cường khiến cho mình rất là mến. Và những cái lần mà những cái dịp ví dụ như là cuối năm hay là Noel hay là những cái dịp lễ lộc á, mình rất là hay gọi anh Cường. Tại vì anh Cường thật ra là một giáo viên tiếng Anh. Anh Cường làm việc rất là nhiều, cho nên ngày bình thường thì mình không có liên lạc. Mình cứ nghĩ để anh Cường đi dạy.
cứ thỉnh thoảng là hai anh em đi hay đi thánh lẻ, đi hát karaoke. Mình nhớ kỷ niệm nhất là có lần là đi karaoke Du ngoài Phan Xích Long. Thì hôm đó mình có chuyện buồn, anh Cường có vẻ chỉ còn nhìn thoáng qua thì cũng biết rồi, nên anh Cường cứ ngồi uống bia và nghe mình hát. Và cái dự án lần này thì theo ý của anh Cường cũng như anh Năng thì mình cũng đồng ý, nó sẽ có tên là Chết Để Khởi Đầu. Ok. Thôi, vừa rồi là phần sao chép. Anh Cường có thể giới thiệu về cây guitar của anh đang sử dụng không ạ? Cây này là hồi xưa là mình nhờ anh Lộc mập của band Penalty hay là Unlimited. Chắc mấy bạn cũng biết hồi mà còn đi show rock của RFC thì band Penalty anh Lộc mập là người đầu tiên giống như ông tổ truyền bá Calvin sang Việt Nam. Mà hiện nay Trung vẫn còn xài cái AMV3 là của Calvin. Thì hồi xưa thực sự là tại vì lúc đó nghèo, còn là sinh viên không có tiền, cho nên là anh Lộc giới thiệu cái hãng Calvin thì nó được một cái là mình sẽ custom được cái cây đàn của mình mà giá nó phải chăng. Chứ như các bạn biết, nếu mà bạn mua một cây Jackson hay ESP hay là Gibson hay Fender mà custom shop thì coi như là cả một gia tài. Thì mình lúc đó mình mua cây này, thực sự cây này cũng phải custom, người ta bán lại trên eBay, mình chỉ mua lại thôi. Nhưng mà nhờ anh Lộc mập mua, anh Lộc giờ qua Mỹ định cư rồi. Calvin cũng là một hãng rất là nổi tiếng, làm effect cho nhóm đàn Vetus. Vậy có thể cho biết cho chúng tôi biết sơ về pedal effect của anh đang sử dụng là pedal gì không nè? Cái này là thì mình setup của mình đơn giản lắm, mình đánh solo cho nên cũng không có cần delay. Thì một cục là cục preamp của hãng Moore, một cục là cục tuner. Còn cái cục 33 này là giống như là tube screamer vậy. Các bạn muốn biết là đánh metal là mình boost cái kênh distortion của một cái amp á, mà muốn bình thường á, ví dụ không có nó sẽ làm không có grip với lại nó không có tight. Khi mà mình xài cục nó sẽ làm cho cái amp của mình nó cái tiếng của mình nó phù hợp với nhạc metal hơn. Thì cục này là cục signature của Frederick Thordendan của bang Meshuggah. Yeah. Ok. Bây giờ với sự trợ giúp của anh Năng, chúng ta sẽ giam thử vài con riff để tìm ý tưởng cho ca khúc Chết Để Khởi Đầu. Tempo 200 nha Năng. Ta. Chơi luôn. Rồi cảm ơn quá rồi, chuẩn bị tập 2 bây giờ tới ăn uống nha các bạn nha. Đây là kênh channel ăn uống của Loki, Thánh Ân với lại giáo sư Cường nha. Đó, bây giờ cái này là gì đây? Mì gói và hành tây ớt. Đó, giáo sư bóc cái coi cho tập 2 là món khác nha. Tập 1 á
là Thánh Quỷ Chiến á, này Thánh Quỷ Chiến á, quỷ thánh á, ăn cái cơm á, bình thường thôi. Còn bây giờ tới lần hai chết là sự khởi đầu, nhưng mà xuống dưới á là sống ở chỗ địa ngục hay sống ở đâu đó, nhưng mà phải là ăn mì nha. Phải không bạn Trung? Cảm ơn anh Cường đã cho tôi chén mì của mẹ tôi nấu. Nếu các bạn có hứng thú về ẩm thực, các bạn có thể ghé quán nhà tôi, là một quán ăn sáng phở khô Gia Lai, bò kho, mì phở tái, đường số mấy? Đường NA12, địa chỉ nhà số 37-39 NA12. Quán phở khô Gia Lai nha các bạn nha, Thuận An nha. Đó, anh Cường là kim đầu bếp luôn nè. Đó. Trước khi mà do buổi biểu tập hay là những cái buổi làm việc thì tôi thường có trạng thái rất là hay đói bụng. Không phải là tôi hút cần, tôi không, cũng không phải kỳ thị cần sa hay là gì, nhưng mà tôi rất là ít hút chích thời gian gần đây, tại vì tôi muốn tỉnh táo để tập trung vào sự nghiệp hơn, và cũng muốn làm vui lòng mọi người. Vì cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tình trạng sức khỏe của tôi, những lời hỏi thăm, những lời động viên, chia sẻ. Cái đó tôi rất là ghi nhận. Cho nên tôi cố gắng có một số lối sống lành mạnh, và chỉ có ăn uống, làm việc và thứ tôi thích nhất bây giờ là bia. Bia. Chia. Em nằm mơ, anh nằm mơ nha. Ủa chà, mì ngon quá các bạn ơi. Các bạn nếu mà các bạn thích món ăn này, các bạn like nha. Trời ơi, like của chết là sự khởi đầu nha. Mì gói ớt đó, giáo sư vô cái à. Ok các bạn nha, chúc mừng nha, hẹn gặp lại. Rồi quay đó, vô. Rất cảm ơn Cường đã cho tôi mượn cái đàn để đánh thử.